là gym phục vụ cuộc sống. Năm 2018 là một năm bận rộn nhưng đầy hứa hẹn của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại BBT. Hai dự án tầm vóc BBT Hiệp Thành quận 12 và BBT Hiệp Phú quận 9 cùng song hành thi công, dự kiến sẽ sớm khánh thành trong năm nay. Ngày 31 tháng 7 vừa qua, dự án BBT Hiệp Thành quận 12 tiến hành đổ bê tông sàn tầng trệt. Từ phần nền bê tông thô sơ này, trong tương lai gần sẽ hiện lên bộ mặt tươi mới của Gym Center Hiệp Thành. Theo những hình ảnh của bản thiết kế chi tiết, chúng ta có thể hình dung tầng hầm của BBT Hiệp Thành cực rộng lớn, cao 3,5m, diện tích 372m². Phần sảnh của một công trình có đẹp, có bắt mắt thì mới tạo được ấn tượng riêng cho khách hàng ghé đến thường xuyên. Do vậy, Tổng Giám đốc Duy Nguyễn cùng Ban Quản lý BBT chú trọng ưu tiên khâu thiết kế ấn tượng cho khu vực này. Từ ngoài đi vào, chính giữa là quầy lễ tân. Bên tay phải bố trí showroom trưng bày các sản phẩm thực phẩm bổ sung thể hình được độc quyền do BBT phân phối. Phía tay trái là khu vực tiếp khách lịch sự. Đặc biệt, Duy Nguyễn rất tâm lý khi thiết kế dành riêng một khu vực hút thuốc cho quý khách. Điểm ấn tượng của khu vực sảnh Gym Center Hiệp Thành quận 12 chính là không gian xanh, view cửa kính nhìn ra bên ngoài. Hai bên tường là cây xanh mát mắt. Vẫn là tư duy đi trước thời đại, phần sảnh của BBT Hiệp Thành được xây dựng cao hơn hẳn mặt đường là 2m. Với khoảng cách này, dự án tự tin thách thức mùa mưa bão trong tương lai. Đối với một công trình lớn như Gym Center Hiệp Thành, mọi cung đoạn đều được chuẩn bị chu đáo, chắc bền đến từng mối hàn. Cụ thể, đội thi công mất 10 ngày để hoàn thiện dàn giáo, khung sắt thép cho sàn tầng trệt. Sàn được đan bằng hai lớp thép phi 12 chắc chắn, cách nhau 7cm. Đà được đan bằng những thanh thép lớn phi 25. Hệ thống các cột đan bằng thép phi 22 kiên cố. Tổng số sắt thép đan sàn tầng trệt là 15 tấn. Mặt trời tháng 7 lên cao từ rất sớm, đội thi công hối hả tiến hành công việc đổ bê tông từ lúc 6 giờ sáng để kịp chạy đua cùng ông mặt trời. Để đổ bê tông phần sàn tầng trệt, dự án huy động một máy đổ bê tông theo chiều ngang lắp ráp cẩn thận, 6 xe chở bê tông tươi nối tiếp nhau lấp đầy phần sàn thô sắt thép. Trong ánh nắng ban mai, đội thi công nhanh nhẹn san đều bê tông tươi, người đằm, người tráng mặt sàn, người điều chỉnh đường ống bê tông. Tất cả tất bật nhưng thao tác cẩn thận. Những giọt mồ hôi nóng hổi của đội xây dựng rơi xuống và những giọt mồ hôi, ánh mắt theo sát tiến độ công trình của Ban Quản lý BBT càng khiến dự án ý nghĩa hơn bao giờ hết. Đến gần 12 giờ trưa, phần sàn tầng trệt với diện tích 341m² đã được phủ bê tông hoàn thiện, huy động 60m³ bê tông. Cả đội xây dựng cùng Ban Quản lý khẽ lau mồ hôi và nở nụ cười vui sướng. Những phần khó khăn nhất của một công trình như móng hầm, thành hầm đã hoàn thiện, phần sảnh cũng đã hoàn tất. Tiến độ công trình sẽ ngày một nhanh chóng hơn. Chúc cho dự án luôn thuận buồm xuôi gió, để Gym Center Hiệp Thành quận 12 sớm được đưa vào hoạt động, phục vụ các gymer đã, đang và có nhu cầu yêu gym. BBT sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của các bạn. We'll be right back.
We'll be right back.